lạnh phát sanh. Nên một bức thầy gia kính tôn đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kinh thập thượng, nhân và duyên khiến chúng sinh ô nhiễm hay thanh tịnh, hai pháp không thể quán triệt. Chúng con kính đảnh lễ thượng tọa tỷ sư mới vừa vào râm, con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Đây là siêu đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đôi khi trong đời sống của chúng ta, cái quan điểm giữa tốt xấu, đúng hay sai, mình nghe rất là đơn giản, nghe rất là dễ hiểu. Người này tốt bởi vì lý do này, người kia xấu bởi vì lý do kia. Nhưng mà kỳ thật, khi mà chúng ta đi sâu vào trong Phật Pháp đó, thì sự thanh tịnh và ô nhiễm với chúng sanh không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Lấy ví dụ như là con người, chúng ta có đôi khi cũng phân vân là không biết là cái lòng tự ái nó tốt hay nó xấu, chúng ta cũng chưa biết. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay chúng ta có, thật ra thì ở trong sớ giải nói về cái pháp làm chúng ta thanh tịnh hay là ô nhiễm thì đề cập rất là nhiều. Thí dụ như là có chánh tư niệm hay là không có chánh tư niệm, tức là khéo tác ý hay không khéo tác ý. Chúng ta nói về ngủ hay là không có ngủ canh chẳng hạn. Nhưng mà riêng về ở trong bài kinh này thì chúng tôi đặc biệt muốn trích một bài học, muốn trích một bài kinh được trích từ trong Tương Bộ Kinh. Qua đó Đức Phật Ngài dạy về hai cái trạng thái ô nhiễm, gọi là thân bệnh và tâm bệnh. Và thân của chúng ta có khi bị bệnh và tâm chúng ta bị bệnh. Và khi mà Tôn giả Sát Lợi Phật giảng rộng về điểm này thì chỉ cái ý niệm mà về thân bệnh và tâm bệnh, và khi mà Tôn giả Sát Lợi Phất khai triển về đề tài này thì chúng ta thấy rằng không đơn giản. Dạ, không đơn giản. Ví dụ như là thân kiến là một cái sự vướng vấp. Thân kiến là cái gì đó mà làm chúng ta sanh khởi phiền não, nhưng mà chúng ta ít khi để ý đến. Và rất là hoan hỷ là bài học ngày hôm nay sẽ được Thượng tọa Từ Siêu giảng giải. Như vậy bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần, và sau chúng ta nghe phần chính khỉnh Thượng tọa Từ Siêu giảng giải bài học ngày hôm nay. Xin mời cô Lăng Nhân Nguyệt. Dạ, năm một bức thầy giáo sư tự lành thay chúng con kính trường thì tôi nhắc đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh bài học hôm nay. Kinh thập thượng, nhân và duyên khiến chúng sanh ô nhiễm hay thanh tịnh, hai pháp không dễ quán triệt. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đi đến thù thắng, hai pháp rất có thể nhập, có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Nhân và duyên làm ác nhiễm các loại hữu tình, nhân và duyên làm thanh tịnh các loại hữu tình, đó là hai pháp rất khó thể nhập. Bài kinh sau đây trích từ Tương Ưng Bộ, một bài kinh dạy về nhân và duyên khiến chúng sanh ô nhiễm hay thanh tịnh. Chương 22, Tương Ưng Quẩn. Phẩm Nakula Pita. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Hạ Nga Dạ tại núi Cá Sấu, rừng He Saka, vườn Nai. Rồi gia chủ Nakula Pita đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, gia chủ Nakula Pita bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị tỷ kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thật sự là vậy, này gia chủ. Thật sự là vậy, này gia chủ. Thân của gia chủ, này gia chủ, là ốm đau, bệnh hoạn, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một phút giây, người ấy phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ cần phải học tập như sau. Dầu cho thân tôi có bệnh,
tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy, này gia chủ cần phải học tập. Rồi gia chủ Nakulapita sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân minh hữu hướng về ngài, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta nói với gia chủ Nakulapita đang ngồi một bên: này gia chủ, tịch tịnh là các căn của gia chủ, thanh tịnh và trong sáng là sắc diện của gia chủ. Có phải hôm nay gia chủ đối diện với Thế Tôn được nghe pháp thoại? Làm sao không thể như vậy được, thưa tôn giả? Hôm nay, thưa tôn giả, con được rưới với nước bất tử nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Như thế nào, này gia chủ? Gia chủ được rưới với nước bất tử nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Ở đây, thưa tôn giả, con đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa tôn giả, con bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các tỷ kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giảng dạy cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Được nghe nói như vậy, thưa tôn giả, Thế Tôn nói với con: thật sự là vậy, này gia chủ. Thật sự là vậy, này gia chủ. Thân của gia chủ, này gia chủ, là bệnh hoạn, ốm yếu, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ cần phải học tập như sau: dầu thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy, thưa tôn giả, con được rưới với nước bất tử nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Nhưng này gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn như sau: cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh? Cho đến như thế nào là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh không? Thưa tôn giả, con có thể đi đến thật xa để nghe tận mặt tôn giả Sariputta ý nghĩa của lời nói này. Lành thay, nếu được tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. Vậy này gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm. Ta sẽ nói: thưa vâng, tôn giả. Gia chủ Nakulapita vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: thế nào, này gia chủ, là thân bệnh và tâm bệnh? Ở đây, này gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập quán, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vì ấy bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Khi sắc biến hoại, đổi khác. Do sắc biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Do bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Khi thọ biến hoại, đổi khác, nên do thọ biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. Vị ấy bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Do bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Khi tưởng biến hoại, đổi khác, nên do tưởng biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh, các hành là ta, các hành là của ta. Do bị ám ảnh, các hành là ta, các hành là của ta. Khi các hành biến hoại, đổi khác, do các hành biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não.
vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Khi thức biến hoại, đổi khác, nên do thức biến hoại, đổi khác. Vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này gia chủ, là thân có bệnh và tâm có bệnh. Thế nào này gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh? Ở đây này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử rõ các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, hiểu rõ các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, nên khi sắc biến hoại, đổi khác, nên không do sắc biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như không, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy không bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Khi thọ biến hoại, đổi khác, nên không do thọ biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. Vị ấy không bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Khi tưởng biến hoại, đổi khác, nên không cho tưởng biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong các hành. Vì ấy, không bị ám ảnh, các hành là ta, các hành là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, các hành là ta, các hành là của ta. Khi các hành biến hoại, đổi khác, nên không do các hành biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não. Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy không bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Khi thức biến hoại, đổi khác, nên không do thức biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này gia chủ, là thân có bệnh, nhưng tâm không có bệnh. Tôn giả Sariputta thuyết như vậy. Tôn giả gia chủ Nakulapita tính thọ lời tôn giả Sariputta thuyết. Chánh kinh đến đây mà không thỉnh tự tội. Thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô kính Phật, lễ do cái lễ chúng phần niệm kinh Phật, thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thân chào tất cả quý đạo hữu. Kính bạch chư tăng, kính quý vị, hãy học về hai pháp không dễ quán triệt, là hai pháp khó thể nhập. Khi
nhập ở đây là nói đến nhân rồi duyên, ô nhiễm chúng sinh và nhân rồi duyên làm thanh sạch. Và ở đây thưa quý vị, ở trong cái bài kinh mà được trích dẫn trong bộ kinh thứ 22 từ ưu quẩn Vulapita, mà chúng ta được nghe thì đó chỉ là một của nhân và duyên khi chúng sinh ô nhiễm, hay nhân và duyên chúng sinh thanh tịnh. Trước hết ở đây có thân này duyên phải bị bệnh rồi, bệnh. Nhưng mà khi một người có cái nhiều lý tắc ý hay là khéo tắc ý như vậy, thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh, tâm không bệnh tức là tâm được thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Còn khi mà có thân bệnh rồi, do không khéo tắc ý, có cái sự ngã chấp đối với thân, khiến cho bị đau khổ, thì như vậy do cái sự không khéo tác ý mà đưa đến trạng thái ô nhiễm, tức là cái sự khổ đau. Do vậy cái bài kinh ở phẩm Nakulapita Đức Phật ngài dạy cho gia chủ Nakulapita cần phải học tập rằng dù thân ta bệnh, thân ta có bệnh, nhưng mà tâm ta sẽ không có bệnh. Cái câu nói đó hay lắm thưa quý vị, đáng để cho chúng ta học thuộc lòng và chúng ta ứng dụng tu tập. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta tu tập, chúng ta suy xét. Còn bây giờ chúng ta trở lại khi mà chúng ta nói đến cái ý nghĩa của cái pháp gọi là khó thị nhập. Cái pháp khó thị nhập thứ nhất là nhân và duyên làm cho ô nhiễm các loại hữu tình, ô nhiễm chúng sanh. Thì ở đây theo trong chú giải đó, thì tất cả những cái pháp trào mà thuộc về pháp chịu thuộc phần hạ liệt
thì pháp đó đều là nhân, là duyên làm cho chúng sanh ô nhiễm. Ở đây những cái pháp nào mà thuộc về những cái pháp nào là cái pháp thuộc phần thù thắng quy si sát và thời gian thì những pháp đó trở thành nhân và duyên khiến cho chúng sanh được thanh tịnh. Chúng ta phải hiểu được. Thì ở đây thưa quý vị, trước hết cái pháp thuộc phần hạ liệt Ayodiso Manisikaro không khéo tắc ý, không dư lý tắc ý, thì pháp này nó là Sattanang Sakli Saya Hitu Chi Ho Pachi Yo Chan. Cái sự không khéo tác ý đó là nhân và duyên, là nhân là duyên làm cho ô nhiễm chúng sanh. Như chúng ta thấy, chúng ta nghe cái bài kinh hồi nãy, khi mà thân này nó bị bệnh, bị già, nhưng mà nếu một người không khéo tác ý, lại suy nghĩ sắc thọ tưởng hình thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta, hay là ở trong sắc thọ tưởng hình thức là ta, ta là sắc thọ tưởng hình thức, trong sắc thọ tưởng hình thức có ta, trong ta có sắc thọ tưởng hình thức. Vì không khéo tác ý nên chấp ngã như vậy, nên khi mà sắc thọ tưởng hình thức này bị vô thường, thời nó khổ đau, nó sầu muộn, nó ô nhiễm. Ngược lại, Yoniso Manasikaro Hê tú chìa bớt bách chì vô cho sắp ta nắng người suốt thi già. Cái sự khéo tác ý là nhân, là duyên làm cho thanh tịnh chúng sanh. Bất cứ trường hợp nào, chẳng hạn như trường hợp khi nãy trong bài kinh mà chúng ta nghe, là với cái thân này dầu cho có bị ô nhiễm, dầu cho có bị bệnh, bị già, nhưng mà khi một người, một vị thánh đệ tử có sự khéo tác ý, không nghĩ rằng sắc thọ tưởng hình thức là ta, ta là sắc thọ tưởng hình thức, hay trong sắc thọ tưởng hình thức có ta, trong ta có sắc thọ tưởng hình thức. Vì không có cái sự chấp mê bất ngộ như vậy, nên cho dù thân này có bị vô thường biến hoại, người đó cũng không có bị khổ đau, không bị sầu muộn, như vậy là được gọi là thanh tịnh. Và chúng ta có nhiều cái trường hợp khác, không phải chỉ riêng về cái vấn đề tư duy ngã chấp hay là tư duy không ngã chấp mà được gọi là khéo tác ý hay là không khéo tác ý, mà trong bất cứ một cái vấn đề gì, thí dụ như trường hợp Rinpoche là em trai út của ngài
Sariputta, thân mẫu của tôn giả Sariputta đã cưới cho con trai út của mình là Revata một cái cô gái trẻ đẹp để cầm chân nó, đừng cho nó đi bắt chước theo anh chị đi xuất gia, để ở lại trong nôm tài sản. Thì trong cái ngày lễ cưới đó, theo cái tập tục, người ta sẽ mời trong dòng họ có một cụ già tuổi thọ càng cao càng tốt, với điều kiện là cái cụ già đó còn đủ đôi đủ bạn, nghĩa là sống theo răng long đầu bạc, để làm cái nhân vật chúc phúc phước báo phúc chúc cho đôi tân hôn bằng cách là cầm bình rưới nước trên tay của họ. Thì lúc bây giờ công tử rêu của tám nhìn thấy bà ngoại già nua xấu xí, tóc bạc, lưng còm, má rớt, da nhăn nheo, mắt lờ mờ, răng rụng mớp, và đang run rẩy cầm cái bình mà rưới nước trên tay của anh ta và vị tân nương trẻ đẹp. Thì anh ta nhìn sang qua thấy cái vị tân nương, tức là cô dâu, người vợ mới cưới của anh ta, trẻ đẹp như là một nàng tiên, nhan sắc kiều diễm mặn mà, với đầy đủ những cái vẻ đẹp của một thiếu nữ mới lớn. Bất chợt công tử Rương Tám suy nghĩ rằng: ôi là vô thường, ôi sắc pháp này thật sự là nguy hiểm, với cái thời gian tuổi thọ nó sẽ làm cho tàn phai cái nhan sắc. Như bà ngoại ta đây trước kia hồi còn trẻ chắc cũng có lẽ cũng là đẹp, nhưng mà rồi bây giờ cái thân sắc này nó đã bị già nua, bị suy tàn, cho nên anh ta chán nản, anh ta không còn có cái sự thiết tha cưới vợ nữa. Thì lúc bây giờ anh ta mới suy nghĩ đến cái con đường thoát ly mà các anh các chị của anh ta, tức là tôn giả Sariputta, tôn giả Chung Đắc, tôn giả ông Bà Tí Xá, và hai người chị gái nữa cũng là xuất gia là Tỳ Kheo Ni. Cho nên anh ta quyết định là anh ta sẽ thoát tục. Thì trên đường đi rước dâu về nhà đó, thì anh ta vờ giả vờ là bị đau bụng, anh ta xin đi vào trong bụi rậm để giải tỏa bức bách. Cứ đi một đổi anh ta cứ làm như thế, sau cùng người ta thấy rằng cứ mà dừng lại chờ đợi như thế này mất thời gian quá, cho nên họ mới nói với chú rể ở lại đi ngựa về sau, và cả đoàn người đi về trước. Chờ có cái dịp đó anh ta đi thẳng vào trong rừng tìm gặp các vị tỳ kheo. Ban đầu các vị tỳ kheo chưa chấp nhận cho một người lạ mà không có xin phép cha mẹ
đang thi công mà đi vào tu thì theo luật là cũng có cho phép. Nhưng mà chàng thanh niên đó cứ nài nỉ khẩn khoản, cuối cùng thì khi mà chư tăng hỏi con cái nhà ai ở đâu thì lúc bấy giờ Đế Bồ Tát mới nói rằng mình là em trai út của tôn giả Sariputta. Lúc đó các vị tỳ kheo chợt nhận ra là tôn giả Sariputta có căn dặn chư tăng trước, tôi còn một người em trai út là Sariputta. Khi nào mà nó muốn xuất gia thì đi đến chư tăng cứ cho xuất gia nếu không có mặt tôi. Vì thân mẫu của tôi là người có tạp kiến sẽ không cho nó xuất gia, nhưng mà tôi với quyền huynh trưởng tôi sẽ cho nó xuất gia. Thì chư tăng quan hỷ chấp nhận cho Rê Quá Tát thọ đại giới, và Rê Quá Tát đã nhờ tâm tinh cần thiền định sống viễn ly ở tại khu rừng keo Căng Kha, nơi mà gai gốc không có người lui tới, và ngài đã trú ngụ ở đó tinh tấn nỗ lực chứng A La Hán quả. Thưa quý vị, cái đó gọi là cái sự khét tác ý làm cho chúng sanh. Ngược lại, trong một trường hợp khác, có một gia đình Phật tử kia, có gia đình gia chủ cư sĩ, trong cái ngày gả con gái thì họ là Phật tử nên họ thỉnh Đức Phật, và chư tỳ kheo đến nhà để cúng dường vật thực và mong nhờ cái phước báo đó chúc phúc cho con gái của họ và chàng rể của họ. Thì thưa quý vị, trong lúc mọi người đang bận rộn đi tới đi lui để lo lắng sắp xếp và thực phẩm, thì chú rể cứ là quanh quẩn theo sát cái cô dâu và không có thiết tha, không có nỗ lực để bày biện, để sắp xếp cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. Ở cái tâm bị ái dục nó chi phối, chỉ mong làm sao mà cuộc lễ sớm hoàn thành, Đức Phật và các vị tỳ kheo đi về để anh ta được hưởng thụ hạnh phúc với cái cô dâu đó. Đức Phật phải đọc được cái tư tưởng của anh ta, Đức Phật phải thuyết lên bài kệ pháp cú, ngài thuyết lên bài kệ pháp cú là khi một người mà bị nhiễm dục ái, họ cứ bắt đeo bám cái cảnh đó cũng giống như là bò con mà theo vú vú mẹ, vú bò mẹ vậy. Anh ta nghe xong như vậy, anh ta chợt hiểu, vừa thẹn. Sau cái cơn thẹn đó thì cả cô vô chú rể đều chứng quả tu đồ quần. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà anh ta, một người thì nhìn cái cô dâu, cái cô dâu trẻ đẹp thì đã đem so sánh với một cái nhan sắc đã suy tàn của một bà cụ, rồi khởi lên cái lòng chán nản mà đi xuất gia như là công tử Rê Quá Tát. Đó là cái sự khéo tác ý làm cho tâm thanh tịnh, làm cho chúng sinh nó được thanh tịnh. Còn như cái anh chàng rể ở trong gia đình của người thị nam này thì lại nhìn cô dâu với cái sự đắm nhiễm dục dược, dục tư duy nó khởi lên, cho nên anh ta đã bỏ đi cái phận sự của mình. Cũng may là có một vị thầy thuốc như Đức Phật,
có mặt ở đó, Ngài mới trị được cái tâm bệnh của ta. Thì cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là chính do nhân và duyên không khéo tác ý mà làm cho chúng sanh ô nhiễm, và chính do nhân và duyên khéo tác ý làm cho chúng sanh thanh tịnh. Điểm thứ hai, ở trong chú giải nói rằng là cũng vậy, có hai pháp thuộc phần hạ liệt, đó là khó dạy và có bạn sống. Hai pháp này nó trở thành nhân và duyên làm cho ô nhiễm chúng sinh. Và có hai pháp thuộc phần thù thắng, đó là dễ dạy và có bạn lành. Hai pháp này trở thành nhân và duyên làm cho chúng sanh thanh tịnh, làm cho thanh tịnh chúng sanh. Ngày hôm qua chúng ta đã học về hai cái pháp này. Lại nữa, thưa quý vị, ba pháp thuộc phần hạ liệt, tức là ba bất thiện căn: tham bất thiện căn, sân bất bất căn, si bất thiện căn. Ba bất thiện căn này chính là nhân, là duyên làm ô nhiễm chúng sanh. Trong khi đó, ba thiện căn tỳ ni của sa lát mu la ni là ba pháp thuộc phần thù thắng đó, thì ba pháp này, ba thiện căn này, nó là nhân, là duyên làm thanh tịnh chúng sinh. Một trường hợp khác, có bốn pháp thuộc phần hạ liệt: Chattaro Yoga, tức là bốn ách phượng, dục ách phượng, hữu ách phượng, kiến ách phượng và vô minh ách phượng. Và bốn ách phượng này, nó là nhân, là duyên khiến cho ô nhiễm chúng sinh. Và có bốn pháp thuộc phần thù thắng, chính là Chattaro Vissang Yoga, bốn ly ách phượng, tức là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Bốn cái ly ách phượng đó là nhân, là duyên làm cho thanh tịnh chúng sinh. Lại nữa, có năm pháp thuộc phần hạ liệt, đó là năm tâm quan vu,
tức là huệ nghi Phật, huệ nghi Pháp, huệ nghi Tăng. Huệ nghi và phẫn nộ bất mãn đối với các bạn đồng phòng hành. Năm tâm quan vu đó nó trở thành nhân và duyên làm ô nhiễm chúng sanh. Có năm pháp thuộc phần thù thắng, tức là ngũ quyền, là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Năm quyền này là nhân, là duyên làm thanh tịnh chúng sanh, cần phải hiểu như vậy. Chúng ta lại qua sáu pháp. Có sáu pháp thuộc phần hạ liệt, đó là sáu cái pháp bất tịnh. Không cung kính bậc đạo sư, không cung kính, không cung kính giáo pháp, không cung kính tăng chúng, không cung kính, không tôn trọng học giới, không quý trọng sự không sự bất dễ vui, bất kinh xuất, và không có cái sự trân trọng cái pháp tiếp đãi. Sáu cái pháp thuộc phần hạ liệt này được gọi là nhân, là duyên làm cho ô nhiễm chúng sanh. Ngược lại, sáu cái pháp thuộc phần thù thắng như là sáu cái pháp cung kính pháp cung kính tăng, kính trọng học giới, kính trọng cái pháp bất kinh xuất, và có cái sự tôn trọng về cái pháp tiếp đãi, thì sáu cái pháp này nó là nhân, là duyên làm cho chúng sanh thanh tịnh. Lại nữa, có bảy cái pháp thuộc phần hạ liệt. Bảy pháp thuộc phần hạ liệt đó, tức là bảy phi diệu pháp, không có đức tin, không có lòng tạo, không có lòng quý. Thiểu văn, tức là ít nghe, lười biếng, thất tiện và thiếu trí. Bảy cái pháp, bảy phi diệu pháp này nó là nhân, là duyên làm cho chúng sanh ô nhiễm, làm ô nhiễm chúng sanh. Ngược lại, bảy diệu pháp tức là có đức tin quý, đa văn, tinh tấn, tiện và có trí tuệ, thì bảy cái diệu pháp đó là nhân, là duyên khiến thanh tịnh chúng sanh. Mặt khác, có tám pháp thuộc phần hạ liệt
Đó là tám giải đãi sự, tức là tám cái sự kiện mà lười biếng. Chỉ muốn nằm nghỉ, chỉ muốn nằm xuống nghỉ, vì nghĩ rằng ta có việc cần phải làm, trong lúc làm thân sẽ mệt mỏi. Hoặc là đã làm xong việc nghĩ rằng ta đã làm xong việc, trong lúc đang làm việc thân mệt mỏi, bây giờ hãy nằm xuống. Sắp phải đi đường xa, cũng dựa lý do đó để nghỉ ngơi. Đi đường xa mới về cũng dựa vào lý do mệt mỏi đó mà nghỉ ngơi, không có tinh tấn. Khi đi khất thực, thiếu ăn, bị đói, cũng dựa vào cái lý do mệt mỏi đó mình. Khi đi khất thực, có được một thực đầy đủ, ăn no bụng rồi, thì cũng lấy lý do thân nó nặng nề, mệt mỏi, nó phải nghỉ ngơi. Khi mà vướng bệnh, hoặc là bệnh nó khởi lên nhẹ thôi, cũng lấy lý do là sắp bệnh nên phải nghỉ ngơi. Rồi khi bệnh mới hết thì cũng dựa vào cái lý do mới hết bệnh, chưa được khỏe hẳn, phải nghỉ ngơi. Tám cái giải đãi sự đó là tám pháp thuộc phần hạ liệt. Và tám pháp này được chú giải nói rằng là nhân, là duyên khiến cho ô nhiễm chúng sinh. Ngược lại, tám cái tinh tấn sự Arab pháp quá thu đi là một người họ nghĩ rằng ta sắp phải mất thời gian để làm cái công việc, nên bây giờ phải tinh tấn để bù lại. Hoặc là người đó suy nghĩ, ta mới vừa làm việc xong, trong thời gian làm việc đã mất nhiều thời gian tu tập, bây giờ mình phải tinh tấn. Khi sắp đi đường xa, nghĩ rằng sẽ phải đi xa, mất thời gian, thôi thì bây giờ mình hãy tinh tấn nỗ lực tu tập để trừ hao. Rồi đi xa mới về thì nghĩ rằng ta đã mất thời gian khi đi xa, bây giờ phải tinh tấn nỗ lực tu tập để bù lại. Khi mà thiếu ăn, người đó nghĩ rằng do ăn uống ít ỏi như vậy thân được nhẹ nhàng nên tu tập nó dễ, ta hãy tinh tấn. Còn khi có ăn đầy đủ thì nghĩ rằng nay mình có sức mạnh, có sức lực đủ để tinh tấn. Hoặc là khi nhiễm bệnh, nghĩ rằng bây giờ ta chỉ bệnh ít thôi, biết đâu trong tương lai vài ngày sau nữa thì làm sao tu tập, cho nên bây giờ phải tranh thủ tu tập tinh tấn. Hoặc là khi bệnh mới hết, người đó nghĩ rằng cái thời gian đã qua bệnh, nằm bệnh, mất thời gian rồi, và bây giờ ta mới vừa hết bệnh, biết đâu cái bệnh này nó sẽ tái phát thì ta sẽ mất thời gian nữa, nên bây giờ phải tinh tấn. Người mà có cái sự suy nghĩ chu đáo ở trong tám cái
sự kiện đó được gọi là tám cái tinh tấn sự, tám cái sự tinh tấn này thì nó là cái pháp thuộc phần thù thắng. Bài trong chú giải nói rằng tám pháp thuộc phần thù thắng đó, đó là nhân, là duyên, là thanh tịnh chúng sanh, lại nữa thưa quý vị, có chín cái pháp mà thuộc phần hạ liệt, chín pháp thuộc phần hạ liệt đó tức là chín cái hiềm hận, hiềm khích, chính cái sự hiềm khích, người khởi lên hiềm hận nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta, nghĩ như vậy nó còn cái hiềm hận, nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho người thân của ta, nó đang là bất lợi cho người thân của ta, nó sẽ là bất lợi cho người thân của ta, nghĩ như vậy mà nó còn hiềm hận, nghĩ rằng nó đã làm lợi ích cho kẻ thù của ta, nó đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta, nó sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của ta, nghĩ như vậy cho nên nó còn cái hiềm hận. Thì chính cái tư tưởng còn hiềm hận như vậy đó thuộc về cái pháp hạ liệt, và cái pháp thuộc phần hạ liệt này là nhân, là duyên khiến ô nhiễm chúng sanh, làm ô nhiễm chúng sanh. Trong khi đó có chính cái pháp là thuộc phần thù thắng, tức là chính cái pháp trừ khử hiềm hận, à khả tác ư tiết quy tư dài, chính cái pháp trừ khử hiềm hận đó là nghĩ rằng có lợi ích gì, nghĩ nó đã làm bất lợi cho ta, đang làm bất lợi cho ta, sẽ làm bất lợi cho ta, khi nghĩ như vậy thì hiềm hận được nhổ lên. Lại nữa nghĩ rằng có lợi ích gì mà nghĩ rằng nó đã làm bất lợi, nó đang làm bất lợi, nó sẽ làm bất lợi cho người thân của ta, khi suy nghĩ như vậy hiềm hận được giải trừ. Và suy nghĩ có lợi ích gì khi nghĩ rằng nó đã làm lợi ích cho kẻ thù của ta, đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta, sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của ta, nghĩ như vậy hiềm hận được giải trừ. Chính do những cái pháp giải trừ hiềm hận này là nhân, là duyên khiến cho chúng sanh được thanh tịnh. Và cuối cùng thì ở đây thưa quý vị có 10 cái pháp thuộc phần hạ liệt, 10 pháp thuộc phần hạ liệt đó là 10 cái bất thiện nghiệp đạo: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối,
nó đồng thọc, nó độc ác, nó vô ích, tham ác, sân ác, tà kiến ác. Mười cái pháp thuộc phần hạ liệt này chính là nhân, là duyên làm cho ô nhiễm chúng sanh. Và thưa quý vị, có mười cái pháp thuộc phần thù thắng, tức là mười thiện nghiệp đạo, là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đấm thọc, từ bỏ nấu độc ác, từ bỏ nấu vô ích, không tham ác, không sân ác, không tham ác, không sân ác, và có chánh kiến. Mười cái bất thiện nghiệp đạo này, mười cái thiện nghiệp đạo này là pháp thuộc phần thủ thắng. Mười pháp thuộc phần thủ thắng đó chính là nhân, là duyên làm thanh tịnh chúng sanh. Chúng ta cứ y theo đó mà chúng ta hiểu. Nói tóm lại, là những pháp nào mà thuộc phần hạ liệt Hana, Phakya, Thamma, thì những pháp đó là nhân, là duyên là ô nhiễm chúng sanh. Còn những pháp nào mà thuộc phần thù thắng quý xê sát phát gia tham ma, thì những pháp đó là nhân, là duyên làm thanh tịnh chúng sanh. Thì ý nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Cho nên ở đây hôm nay khi mà giảng về cái đề tài pháp khó thể nhận, thì chúng ta y cứ vào chú giải của bài kinh này, y cứ vào chú giải bài kinh này mà chúng tôi nói trình bày. Còn cái bài kinh Nakulamita, cha của Nakula, mà được Đức Phật ngài giải thích về, dạy cho cái pháp tôi bị bệnh nhưng mà tâm tôi không bị bệnh, và tôn giả Sariputta đã giải như thế nào là thân bị bệnh mà tâm không bị bệnh. Thì tâm không bị bệnh đó tức là tâm khéo tác ý, không có cái sự chấp ngã ở trong những ngũ uẩn, tức là rời bỏ cái thân kiếp. Thì cái đó là thuộc một trong những cái nhân duyên làm cho chúng sanh ô nhiễm, và nhân duyên làm cho chúng sanh được thân tịnh. Chúng tôi cũng trình bày. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Và tiếp theo xin kính thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trừng thượng tọa Tuệ Sư. Câu thảo luận đầu tiên xin thỉnh thượng tọa Hoan Hỷ giải thích, nói đến nhân và duyên và khiến cho các loại hữu tình thanh tịnh hay ô nhiễm. Thì nhân khác với duyên thế nào? Và như là ở trong ví dụ pháp thì có nhiều khi chúng ta nói nhân đó là một ở trong các duyên, cho 24 duyên chẳng hạn. Thì tại sao chúng ta không nhập luôn nhân và duyên, mà ở đây Đức Phật ngài đặc biệt ngài dạy riêng về chỉ nhân chỉ duyên? Xin kính thỉnh thượng tọa Hoan Hỷ giải thích cho điểm này. Và cũng xin thưa rằng vì ở chùa sáng nay có việc đó, phải nói chuyện với bên nhà thầu sẽ rất nên chi, có lẽ phải rời ở đây khoảng chừng 20 phút. Có post lên 3 câu thảo luận 1, 2, 3 để thỉnh
Chư Tăng Quan Hệ giúp việc nêu lên cho Thượng Tọa, và sau đó thì sẽ trở lại để tiếp tục điều học. Xin kính thỉnh Thượng Tọa tự sự. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, một cái cô câu hỏi vì nhân vì duyên, tại sao mà Đức Phật ngài lại tách ra vô cho hệ túc, vô cho bất kỳ vô sắc tà năng sanh kí lê sanh. Nhân nào, duyên nào làm ô nhiễm chúng sanh, nhân nào, duyên nào làm thanh tịnh chúng sanh. Thì bây giờ chỉ nhân và chỉ duyên ở trong bài kinh này ba ý nghĩa khác biệt như thế nào, và tại sao không xác nhập nhân và tôn duyên ở đây thưa quý vị? Hai chữ này nó đồng nghĩa ở đây trong bài kinh này thì đồng nghĩa. Hệ túc cũng là nguyên nhân, mà chữ bách chì vô cũng là nguyên nhân. Nhưng ở đây cách nói Đức Phật này cho điệp từ vô cho hệ túc, vô cho bách chì vô, nhân gì duyên gì, ở đây chỉ chung một ý nghĩa là nguyên nhân gì, nguyên nhân mà làm cho chúng sanh. Nhưng nếu ở đây đó chữ hay tú và chữ bách chì vô của ngài sát nhập lại, hoặc là ngài chỉ xài một nếu mà xài chữ hê tú không đó, thì người ta sẽ hiểu lầm nhân đó là nhân tương ưng, nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Sáu nhân đó được gọi hê tú, sau bị dứt tắt sáu nhân tương ưng. Cho nên nếu mà xài riêng lẻ như vậy người ta sẽ hiểu lầm. Còn cái chữ bách chì vô nó có nhiều nghĩa, sẽ riêng nó cũng có, cũng sẽ bị hiểu lầm. Chữ bách chì vô ở đây theo trong duyên hệ đó, theo ở trong ví dụ pháp thì cái chữ bách chì vô nó tới 21 cái bách chì vô lực. Pháp nào làm năng duyên để trợ cho cái pháp khác sinh khởi thì pháp đó được gọi là năng duyên. Thí dụ như cảnh sát nó trợ cho cái tâm nhận thức phát sanh thì như vậy trường hợp này gọi là vô ký, trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Abhyakato thammo yakapasa thammasa aramana pachyaye na pachyayo. Như vậy chữ pachyayo ở đây là năng duyên. Cho nên nếu mà xài riêng chữ hê tú người ta cũng hiểu lầm kiểu khác, người ta hiểu qua cái ý nghĩa khác, mà xài riêng chữ pachyayo hiểu qua nghĩa khác. Mà nếu chúng ta xác nhập chung là hê tú pachyayo thì lại là hiểu theo nghĩa khác. Vì trong 24 duyên hệ đó thì cái duyên hệ đầu tiên hê túc bách chì vô a ra mà nắp bách chì vô
Thiết là kiếp bát chạy vô nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, thì cái chữ nhân duyên đó đã là xà hê kiếp bát chạy vô rồi, không thể sắp nhập được. Sắp nhập hê kiếp bát chạy vô, người ta hiểu rằng là sáu nhân tương ưng, tham sân si, vô tham sân si, nó trợ cho các tâm hữu nhân, tâm sở phối hợp và sắc tâm hữu nhân bằng cách là nhân duyên. Cho nên là cái chữ nhân duyên nó phải tách rời ra, vô cho hệ tú, vô cho dù, tách ra như vậy. Nhưng mà không thể xài riêng lẻ một cái này bỏ xài hệ tú bỏ cho bách chi vô, hay là xài bách chi vô bỏ cho hệ tú, nó chưa có đủ nghĩa. Và nếu mà hai chữ ghép chung lại cho nó gọn hệ tú bách chi vô thì người ta hiểu lầm cái nghĩa khác nữa. Cho nên mới nói rằng là Đức Thế Tôn bậc văn nghĩa phụ túc là như vậy. Và khi mà chúng ta xài từ ngữ Phật học quá, mà nếu mà chúng ta rõ biết về cái tiếng Phạn tiếng Pali đó, cái văn phong mà Đức Phật là sử dụng, chúng ta rõ biết cái văn phạm, cái cách nói, cách hành văn như thế nào, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái câu nói của Đức Phật rất là sáng. Và cái câu nói đó chúng ta không bắt bẻ vào đâu được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng, câu thảo luận số 1 là như vậy. Và bây giờ thì được biết Thượng Tọa Nhất Đẳng đang có công việc ở bên ngoài khoảng 20 phút, không có vào trong được để điều hợp. Thì bây giờ có cái câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 này xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Bác Hỷ giải thích dùm, chia sẻ dùm cho. Không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ, qua hỷ xa thú. Hiện tại bây giờ thì chỉ có mình hai chúng ta thôi. Cho nên chúng tôi vừa giảng xong bài hôm nay ngày Chủ Nhật, và chúng tôi vừa trả lời xong cái câu thảo luận 1, thì câu thảo luận 2 xin được thỉnh Thượng Tọa. Câu thảo luận hai là Phật ngôn: ai mang cái thân này, này gia chủ, là tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Thì cái câu Phật ngôn này, câu Phật ngôn này là cái câu hồi nãy Thượng Tọa vào sau, cho nên Thượng Tọa không có chắc, có lẽ là Thượng Tọa không có nghe. Nhưng mà hy vọng Thượng Tọa có cái bài học đã được gửi trong ngày hôm nay, cái bài được trích từ ở trong chương bộ kinh nói đến cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và gia chủ Nakulapita, và Đức Phật đã dạy cái câu đó. Thì xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng xem ở trên cái câu thảo luận ở trên đó: ai mang cái thân này lại tự cho là không bệnh, dù chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Thì cái câu đó phải được hiểu như thế nào? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Hello. Yeah. Con Pháp Đại Ân Đức Bảo, cái nền lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Đức Nguyên Thông cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào lại cô Tôn Nữ Thân Giảng Phật Tử. À, và cái câu thảo luận số 2 đó thì ai mang cái thân này? Yeah. Ai mang cái thân này, này gia chủ, là tự bệnh, dù chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu.
thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói theo cái giáo lý thập nhiện duyên đó, thì chúng ta có cái thân này đó, hay là chúng ta nói ngay hiện tại này đó, thì cái thân của chúng ta đó, chúng ta bệnh do thời tiết, bệnh do tâm, bệnh do thời tiết, bệnh do vật thực, bệnh do... Và chúng ta cũng thấy rằng cái sắc thân này đó, thì Đức Phật Ngài dạy trong giáo lý thập nhiện duyên đó, sanh, già, bệnh, chết, trong tương lai, không thế nào tránh khỏi. Tuy rằng đó, chúng ta thấy trong cái bài kinh đại khổ của Đức Phật ngọt là cái vẻ của tuổi 16 hay 18. Mà chúng ta tuy rằng cái người đó đó 16, 18 tuổi đó, thì cái sắc mỹ miều. Nhưng mà nếu mà cái tuổi 70 đó, thì cái người đó đi đứng phải có người đỡ nâng đại tiện tiểu tiện trong phẫn nước tiểu của mình. Thì đối với Đức Phật này biết rằng cái thân khỏe nó bệnh bất phù hợp, nó bệnh rồi, bệnh tiêu chảy rồi, mà bệnh tiêu chảy mất nước thì bệnh chảy chúng ta hỏi cái gì, thành ra chúng ta có người chúng ta nó nhất là cái thời này, thời kỳ ăn uống chúng ta thấy rằng rất là nhiều những loại vật thực. Mình thấy giờ đó, có nhiều người họ công nhân công việc đó, thì họ có thể là lúc mà tiêu chảy đó mình thấy họ rất mạnh, nhưng mà lúc tiêu chảy rồi đó thì thân hình của họ nó bủn rủn mà bún thiêu yếu đuối như vậy. Cái mà đưa họ vào thật sự thì quý vị biết tôi thì quý vị có thể nhìn vào cái thân chúng tôi thì chúng tôi cũng cái thân dụng cao cũng lớn như vậy. Nhưng mà có một lần quý vị biết rằng cách đây khoảng chừng ba mươi mấy mà ba khoảng chừng 37 năm đó, lúc chúng tôi còn ở bên Phước, còn lúc mà chúng tôi còn vào chùa cũng thời gian cũng chưa lâu đó, thì lúc bây giờ quý vị biết chúng tôi còn, nhưng mà chỉ có một cái là chúng tôi còn nhớ, và chúng tôi còn nhớ một rất là rõ là lần đó thì cô từ kỹ viết sư cô Trực chiên mà chiên ốc chuối với bột nhúng vào để mà chiên đó quý vị, nhúng vào chiên đó, thì quý vị biết rằng khi mà ăn cái bột mà nhúng vào chiên đó thì có một gói thuốc kiến mà không ai biết hết, nhưng mà khi trộn vào bột thì trộn vô chung luôn nhúng bắp chuối ở trong bột với gạo, mà cái bột đó thì có một ít bột thuốc kiến trong đó mà cái Mexico không có biết, nên chiên lên như vậy ăn nguyên cả chùa luôn, để người nào ăn đều bị tiêu chảy, đều bị thổ tả hết, có nghĩa là vừa ói vừa ỉa vậy đó. Quý vị biết là người nào mà càng mạnh dừng nào đó là càng nguy hiểm dừng đấy quý vị. Bản thân chúng tôi quý vị, chúng tôi còn nhớ Thượng Tổ Tân lúc bấy giờ cũng ói ỉa, mà quý vị biết rằng mấy vị đó ói ỉa thì lúc bấy giờ Ngài Pháp Ân Ngài còn á, Ngài cứ kêu cạo gió như vậy đó quý vị, cạo gió ra thì nó cũng giải độc, mà chúng tôi cũng phải công nhận là nó rất là hay. Trong đó lúc bấy giờ là bất cứ người nào ăn cái bữa ăn đó đều bị trúng độc hết. Nhưng mà chúng tôi là người lo cho những người khác, nhưng mà đến lúc mà chúng tôi bị đó thì chúng tôi giống như là bị chết vậy quý vị. Chúng tôi nằm không còn biết gì hết, giống như là mình chết rồi vậy, không còn biết gì, nằm như vậy. Quý vị có tin rằng bản thân chúng tôi đến lúc mà đứng dậy vậy chúng tôi cũng không đứng, nghĩa là nằm mê man như vậy cho đến lúc mà đứng dậy đi tiểu á, không còn đứng dậy nổi. Quý vị biết rằng đứng dậy mà phải dịnh vào cái tường chùa để đi dài theo để đi ra đi toilet đó, mà đi không nổi quý vị. Mà mình nghĩ rằng lúc bây giờ mình còn rất là, lúc đó khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, mà không có gì đứng lên cũng có phải đỡ lên, rồi đi cũng không có ngược, không có đi nổi nữa. Mà lúc bây giờ mình cứ nghĩ là còn trẻ, mình còn khỏe khoắn, mình để mình nương vào cái
thường để mình đi ra nhà vệ sinh, mình cũng không có nhìn. Thì quý vị biết rằng lúc bây giờ bệnh á, những người nằm yếu á, bệnh á, thì họ trúng trước, họ ói họ bữa. Quý vị biết rằng người nào mà không ói được đó, bản thân chúng tôi không ói được đó quý vị biết không? Thì không ói được á, rất là nặng quý vị. Nặng là mình nghĩ rằng mình chết, cái đợt đó chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng mà thật sự ra mà nó yếu đến nỗi mà mấy ngày sau mà cái cơ thể chúng tôi nó như cái cọng bún vậy đó quý vị, nó có sức lực nào đứng lên mà chỉ có nằm không, mà cứ nằm như vậy thôi, mà hồi thì cứ bắt cạo gió như vậy, cạo gió rồi nó là cạo, rồi đến nỗi mà người chúng tôi nó lạnh giống như là không còn biết, phải lấy muối mà rang, lấy muối rang kéo trên người, trong người lạnh rồi cái đầu kéo muối, người thay phiên nhau họ chà lên người cho nóng lại người quý vị. Lúc bây giờ chúng tôi nhà pháp ân người cứ nói chúng tôi là chết rồi không, người chúng tôi lạnh mà không còn, chỉ còn chút xíu ở chỗ tim là nó đập thôi, chỉ còn cơ thể chúng tôi là ngắt nghéo gì cũng không còn biết hết, nhưng mà rồi cũng qua. Và từ đó cho đi quý vị biết rằng con người chúng ta khi mà chúng ta thấy rằng ai mang cái thân này đó, nó nhiều cái chứng bệnh lắm. Mình ăn uống đó, nhiều khi mình ăn uống đó, mà người ta làm vật thực ăn uống mà không kỹ lưỡng mình cũng vẫn bị bệnh như chơi thôi. Nên thường thường quý vị biết rằng có cái thân của mình rồi đó, bệnh do vật thực, mình ăn uống, mình ăn uống nó cũng bị trúng độc nữa quý vị. Rồi bệnh nó do thời tiết, bởi chúng ta thấy có nhiều khi mình khỏe mạnh như vậy nhưng mà chút xíu nữa đó sổ mũi, chảy mũi, bị chảy mũi, sổ mũi như vậy mình cũng không có đi nổi nữa quý vị. Có nhiều người khi nhảy mũi như vậy đó mà ngồi á, nói quý vị có một thời gian mà chúng tôi cũng bị viêm son, thế mà ngồi là nó nhảy mũi liên tục, phải nằm riết như vậy, nằm như vậy, rồi uống thuốc kia nọ để cho nó bớt, chứ còn nếu không á, thì ngồi vậy nó nhảy mũi đến nỗi mà nó long ốc luôn quý vị. Thật sự thì có người chúng mình đừng nghĩ rằng lúc mình còn trẻ mà mình không bệnh, chúng tôi nói quý vị cũng tùy theo người thôi, có nhiều người họ còn không bệnh cũng quý vị, nhưng mà có nhiều người thì họ hơi lớn tuổi thì họ thật sự chúng ta có cái thân á, thì không mình nói không bệnh được. Tại chúng ta nói mình bệnh, chứ thật sự cái thân của mình nó đã ngấm ngầm cái sự mà bệnh hoạn ở trong cái cơ thể của mình rồi. Chỉ trừ lúc nào mà mình không ngủ được, quý vị biết không, mình mất ngủ á, con người mình cũng không còn cái nhựa sống nữa quý vị. Có người lúc mình bị mất ngủ đó, có người mình nó bờ phờ, hoặc là nhiều khi quý vị thấy con người của mình nó nhiều khi uống mà say trà hay say cà phê đó, có lúc mình bị say trà hay say cà phê nó cũng làm con người mình nó muốn ói mà nó khó chịu lắm. Nếu mà những người nào mà đã từng bị thì quý vị sẽ có cái cảm nhận khi chúng tôi nói. Thật sự đó thì quý vị biết rằng Đức Phật ngài nói cho vị gia chủ này cho biết rằng cái người nào có thân mà không có bệnh, đến Đức Phật thì còn dạy đó, cái thân này phải bệnh thôi, chỉ có bệnh thân nhưng mà tâm đừng bệnh. Đức Phật ngài khuyên có nghĩa là tâm chúng ta luôn được định tĩnh, không có bệnh tham sân si tà kiến ngã mà tật lận hối hôn trầm thị miên, những cái bệnh mà do cái phiền não mang lại đó, thì Đức Phật ngài hãy cố gắng để mà mình diệt trừ được cái phiền não thì cái tâm mình nó sẽ không bệnh. Nhưng cái thân thì không thể nào tránh khỏi cái gì, cái thân của mình nó nhiều khi mình ăn cái gì mình đi tiêu chảy. Nên nhiều khi quý vị biết cái thân con người của mình nó mình nhiều khi mình rất là phiền phức đó, chứ không phải là bình thường đâu. Nhất là khi quý vị biết là một vị tu sĩ mà đi đường như vậy đó mà bị chột bụng đó, có nghĩa là không có dám đi nữa quý vị. Nếu mình biết mình chột bụng mình chỉ dám ở nhà thôi chứ còn không dám đi đường nữa. Mình ở nhà mà mình cứ canh vào cái nhà cầu hoài thôi quý vị. Thật sự đó là như vậy. Nên khi mà cái thân chúng ta nó biết bao nhiêu cái chuyện mà nhiều khi chúng ta ăn uống đó chúng ta bị trúng độc, hoặc là ăn uống nó cái vật thực nó bị hôi bị thiêu, hoặc là vật thực đó nó bị một vài cái con vật này kia nọ nó rớt vào mà mình ta không biết đó, nó cũng gây ra những cái sự ngộ độc thực phẩm. Nên chúng ta biết rằng con người chúng ta thật sự là biết bao nhiêu cái chứng bệnh ở trên cái thân chúng ta, mật đàm mũ máu trên thân chúng ta, rồi ruột gan phèo phổi trên thân chúng ta có bao nhiêu cái thứ thì nó có bao nhiêu.
quý vị biết rằng thường thường á, chúng tôi cũng có lần chúng tôi có dẫn cái anh đó, anh Kim á, đi làm, đang làm như vậy mà anh bị đau ruột thừa, quý vị biết rằng anh đau và lăn lộn luôn, phải đưa anh vào bệnh viện. Đưa ảnh vào bệnh viện thì phải cấp tốc là cắt ruột thừa. Ruột thừa do ăn uống nó xa vào cái ruột đó mà nó gây ra bệnh. Mà anh ta lúc mà trèo lên làm xây dựng thì anh ta trèo lên này kia nọ, lúc mà bệnh đau anh ta nằm, anh ta cứ co, anh ta cứ khóc riết à. Nên quý vị thấy con người chúng ta nhiều khi mới vừa leo lên rồi bị đau lớn rồi leo xuống vậy. Thành nên nhiều khi chúng ta biết rằng cái đó không ai bị dám tự hào với cái thân của mình, nên đó mình có muốn chưa tăng mà chưa tăng nó bệnh đó, mình đều phải tại vì bệnh được có những cái bệnh mà biết rằng mà đi đó, nó cũng không có nói có nhiều cái, nhất là tiêu chảy hoặc là đau bụng mà bị lị hay là những cái bệnh mà thân chúng ta đó, thì thật sự nó gây ra cái sự mà trầm trệ. Nên quý vị thấy như là câu thì khu ngũ thiền á, những bệnh xiển thôi được ngũ thiền quý vị đâu phải là dễ đâu. Tu được sơ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà thiền tướng thiền, xuất thiền, phản kháng thiền, mà từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà vị này kêu bệnh xiển á, vị này bị hoại thiền quý vị, hoại cái thiền luôn, mà vị này bị mấy lần hoại thiền như vậy, thì cuối cùng vị này phải phải chờ khi mà chứng thiền là vị này đem đến con, và vị này khuyên sinh và vị này chết, nhưng mà vị này cũng đắc quả a la hán luôn quý vị. Và lúc bây giờ anh nói Phật ngày thì có nói rằng cái sự chết nào miễn sao không có luân hồi lại là đều được Đức Phật tán thán hết. Nếu mà cái sự chết mà mang lại cái sự luân hồi đó thì không được, mình hủy bỏ cái thân của mình mà mình đắc đạo quả đó. Và trong Phật giáo của chúng ta thì có đắc đạo quả tột mạng đó, có nhiều cái đắc đạo quả xong rồi mình vì cái chứng bệnh đó hoặc là vì cái thọ mạng của mình mà mình chết khi mình đắc đạo quả mình phản phiền não lại đắc đạo quả tột mạng luôn. Nên thật sự đó quý vị biết rằng á, đối với cái con người chúng ta đó, biết bao nhiêu cái chứng bệnh ngủ ngầm trong thân chúng ta. Nếu mà thật sự đó, nhiều khi có quý sư cũng nói đó, người ta nhìn cái mặt mình trắng trắng, người ta cũng nói mình bệnh, cái mặt mình đen, cũng mà cái mặt mình mà nó đỏ cũng bị bệnh. Mà thật sự đó quý vị biết rằng, có nhiều lúc chúng tôi mở cái người mấy người thầy thuốc đó, họ nhìn cái gương mặt mình, họ nói mình bệnh gan, bệnh thận, bệnh hoành cách hay là bệnh kiết lỵ, bệnh tim rồi này kia nọ đó, thì họ nhìn gương mặt mình thì sao rồi mình cũng có bệnh đó quý vị, hoặc là bệnh nặng bệnh nhẹ thôi. Thành ra nhiều khi họ nói cái sống mũi của mình, rồi hai cái hốc mắt của mình, rồi cái trên dần thái dương trán của mình đó, họ nhìn và họ biết mình bị bệnh thận hoặc bao tử hoặc là bệnh ruột hoặc là bệnh, mà họ khi mà họ nói thì quý vị thấy rằng mình không có bình thường. Ví dụ những người nào bị tiết á, mà thường thường mình đi cầu mà cái phân nó không khô đó, thì họ cũng đó là một cái loại bệnh, một cái loại bệnh mà cái bệnh đó là do gan của chúng ta, do gan chúng ta, do mật chúng ta. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng cái người nào mà mật thạnh quá đó, họ đi cầu đó, thì họ bị kiết, là cái phân rất là khô, họ có thể bị bệnh trĩ á. Nhưng mà cái mật mà nó tiết ít quá đó thì người đó đi cầu đó, thì bị tiêu chảy, nghĩa là phân nó lỏng gì, phân nó đặc. Thành ra những cái người thầy mà trong thầy thuốc mà bóc thuốc về ngũ hành ấy, là bóc thuốc gì họ bóc mộc, bóc mạch chúng ta đó, thì mình vô á, thì họ bóc mạch thế kia. Tại vì thường thường á, mình nói bệnh á, là trừ khi nào mình bệnh là mình liệt giường liệt chiếu, mình đi không nổi mình mới nói bệnh. Nhưng mà thật sự ra trong thân của mình nó kia, thận gan tụy của mình nó yếu rồi, thì người ta gọi là bệnh rồi, chứ không phải là chờ nó bệnh mà bất trị, hay là bệnh mà gọi là cái thời kỳ cuối cùng mới gọi là bệnh đâu. Nên thường thường quý vị biết là những người mà đông y hay là những người thầy thuốc bắc hay thuốc nam đó,
họ bắt mạch chúng ta đó, thì họ thường giải chúng ta có thể làm tâm can tỳ phế thận chúng ta đó nó đã bị bệnh rồi, mà chúng ta có thể uống thuốc thời gian rất là lâu quý vị. Có nhiều khi uống cả năm trời chúng ta mới hết bệnh. Hết bệnh là họ nói hết cái bệnh đó thôi, chứ thật sự ra là khi mà chúng ta bắt mạch đó, thì cũng có thể chúng ta uống thuốc quanh năm quý vị. Nên thường thường họ nói chúng ta có bệnh này bệnh kia như vậy, nhưng mà thật sự quý vị biết rằng cái chúng ta ăn uống á, bởi vì cái sự ăn uống của chúng ta nó cũng sanh ra bệnh. Nên trong Thanh Tịnh Đạo có nói rằng mình ăn vật thực đó thì vật thực nuôi dưỡng cơ thể mình, nhưng mà có một số độc tố á, độc tố trong cơ thể của mình do vật thực nó mang lại đó, thì mình không có trị được. Mình không có thể nào cái cơ thể mình nó phải đào thải cái chất độc đó ra, gan thận của mình mặc đồ nó phải đào thải cái chất độc đó ra, mà nó đào thải ra cũng không phải là dễ. Nó đào thải được, có một số nó không đào thải được, nó trở thành những cái chứng bệnh đau nhất trong cơ thể chúng ta, nó hành hạ chúng ta. Như vậy thì ở trong Thanh Tịnh Đạo á, thì cũng nói đến đoàn thực mà mình ăn uống rồi đó, thì nó còn dư cái độc tố trong cơ thể chúng ta. Nên cái vị hành giả suy xét như vậy nên thấy rằng cái thân này là một cái ổ bệnh hoặc bệnh tật, nó bất toàn bất mỹ, và lúc nào nó cũng có thể hành hạ mình nằm liệt giường liệt chiếu hết. Nên thường thường quý vị thấy rằng nếu một cái người nào mà thật sự đó, có nhiều người luôn cả chư tăng cũng nói vô bệnh viện thì người ta khám mình đủ thứ bệnh đó, nhưng mà thật sự trong cơ thể mình thì đủ thứ bệnh như vậy. Mình chờ bệnh mà đến nỗi mà gan nó chai rồi này kia nọ, thận nó quá nhiều độc tố. Nên quý vị thấy một người mà khi chết rồi đó, các nhà khoa học không mổ ra đó, thì ở trong thận hay là trong những cái tủy của chúng ta đó đầy hết những độc tố, mà họ nói rằng cái độc tố này tích lũy qua mấy chục năm mà mình sống đó, nó đã tích lũy cái độc tố ở trong những cái phần này mà nó đã giải độc rồi, nhưng mà nó giải không hết nổi quý vị. Cuối cùng thì khi mình chết đó, thì họ mổ ra thì nhiều cái độc tố ở trong cái tủy, trong cái thận, trong cái này kia mình, cái nọ của con người của mình. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói rằng con người chúng ta đó biết bao nhiêu cái bệnh, biết bao nhiêu cái bệnh trên cái thân chúng ta. Nhưng mà nếu mình nói rằng không bệnh là không được. Nên thường thường quý vị biết rằng mình đi vào bắt mạch đó, thì không có một thầy thuốc nào mà nói mình không bệnh này bệnh kia hết đó. Nên họ vẫn bốc thuốc cho mình uống. Mình đó, mà khi mình nói mình bệnh đó, thì mình đã bệnh rất là nặng rồi quý vị. Thận của mình nó đến chai, gan chai đâu rồi. Thận nó bị ứ nước này cái nọ rồi, mình mới bị phù thủng tay chân mình mới đi nói là mình bệnh, nhưng mà thật sự mình bệnh rất lâu rồi. Bệnh nó ngấm ngầm trong cơ thể của mình, cho đến bây giờ thận nó không làm việc nổi, nó phù thủng nước, nó phù cái chân mình lên này kia nọ. Chúng ta biết rằng bởi nếu mà chúng ta là người mà một cái ngược sự, chúng ta biết là con người chúng ta ai cũng bệnh hết đó. Nhưng mà khi mà họ nói họ bệnh đó, thì thật sự họ bệnh rất là nặng rồi quý vị. Nên đó, chính vì như vậy nên quý vị nào mà cũng phải đồng ý với chúng tôi là mình đi vô bệnh viện đó, người ta siêu âm hay là người ta bắt mạch, người ta đo điện tim đồ đó, thì thường thường họ nói mình bệnh, mà trong khi mình vẫn khỏe, nhưng mà họ nói mình bệnh. Nhưng mà đến lúc mình nói mình bệnh đó, thì quá nặng rồi. Bệnh đến giai đoạn mà cũng như là bệnh này là bệnh cái giai đoạn cuối không à. Khi mình nói mình bệnh thật sự là cái giai đoạn cuối rồi, mình chuẩn bị chết rồi. Nên quý vị biết rằng cũng như là sư Giác Thiền ở chùa Bổ Đức á, bị đau bụng ăn không tiêu, đau bụng ăn không tiêu, thì như vậy thôi. Cho đến lúc mà đi khám đó là bị ung thư phổi luôn rồi, giai đoạn cuối chứ còn không có trị được nữa. Khi mà phát hiện bệnh đó, thì mấy tháng sau rồi chết thôi. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng cái bệnh nó đã ngấm ngầm rất lâu rồi. Nên thường thường bây giờ quý vị thấy những cái nhà mà về điều trị về bệnh lý của loài người đó, họ thường thường nói chúng ta là cứ khoảng 6 tháng chúng ta phải đi thử máu để chúng ta phát hiện ra những cái chứng bệnh ung thư. Mà nếu mà trong cái thời gian mình phát hiện còn sớm á, mình có thể trị được. Nhưng mà nếu mà thì mình chỉ có chờ chết thôi, không có thể nào mà trị được hết. Chính vì điểm đó nên trong cái câu thảo luận số 2 mà hay là trong cái bài học này nói rằng ai mà mang cái thân này gia chủ tự cho là không bệnh, dù chỉ trong một giây phút
người là người ngu, cái không phải là, thấy rằng cái cơ thể chúng ta là cái bệnh nó ngấm ngầm. Mà nếu mà nói về con người chúng ta đó, can tỳ phế thận đó, thậm chí quý vị biết những cái đứa bé mà mới sanh ra đó, người ta gọi là bệnh tim bẩm sinh, nó rất là khó thở, có nhiều khi mình chọc nó hoặc là nó khóc quá nó ngất rồi nó chết luôn cũng có. Nó mới vừa sanh ra mà nó cũng bị tim rồi quý vị, mình gọi là tim, nó có hẹp quanh tim hay là nó bị hở quanh tim hay là nó bị tim như thế này, tim bị dị dạng, nó cũng vẫn sống như vậy. Nhưng mà người ta nói rằng cái bệnh của nó đã có bệnh rồi, dù nó mới sanh ra nó cũng bị bệnh đó rồi. Thành ra chúng ta hiểu rằng đối với cái thân chúng ta đó, một cái người mới sanh mà khoa học còn nói họ bị các nhà và nhà điều trị bệnh lý họ còn nói mấy cái đứa bé mới sanh đã bệnh rồi, còn huống hồ gì vậy? Chúng ta là sanh ra lâu quá mà chúng ta đã bệnh từ rất lâu rồi, cho đến lúc nào mà chúng ta chuẩn bị chết đó, thì chúng ta đã bệnh, cái bệnh đó nó quá quá nặng rồi, cái bệnh đó nó không trị nổi rồi, chúng ta chuẩn bị chờ chết thôi. Và chúng ta cũng thấy rằng đối với một cái người mà thường thường các nhà khoa học là bên Mỹ, khi mình đến 50 tuổi ta phải uống một cái viên thuốc canxi hoặc là viên thuốc quanh đây, một viên thuốc bổ để bồi bổ cơ thể đó, thì quý vị biết rằng trong cái cơ thể chúng ta đó, nó đã già nua, nó đã cần các cái loại dược liệu để trị bệnh mà mình sống mình thấy khỏe như vậy. Nhưng mà thật sự ra cái sự khỏe đó nó là cái sự lây lất của bệnh mà mình chưa có đoạt mạng mình thôi. Nó chưa đoạt mạng mình. Chứ còn nhiều khi quý vị thấy có nhiều người họ bị đoạt mạng á, nhiều khi họ bị vỡ van tim hoặc là bị bể tế bào não, họ bị liệt thân đó. Thì quý vị biết rằng trong quá trình mà khoa học họ nói đó, có nghĩa là chúng ta bị nhức đầu nhiều lần như vậy đó, những cái tĩnh mạch ở trên cái những cái tĩnh mạch nhỏ đó nó bị giãn nở. Nó giãn nở mỗi lần mình nhức đầu, mình đi uống thuốc nhức đầu đó, thì nó là lúc mà mình bị nhức đầu như vậy là nó giãn nở cái tĩnh mạch đó, và lâu ngày như vậy nó bể những cái tĩnh mạch ở trên não, trên cái hệ thần kinh của chúng ta, và nó làm cho chúng ta bị bại liệt. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta mỗi lần mà chúng ta bị nhức đầu như vậy đó là một cái hiện tượng không tốt, một cái hiện tượng không tốt, nghĩa là những cái vạch mạch, những cái mạch vành hay là những cái hệ thống thần kinh của chúng ta nó đều có vấn đề hết, nó đều có vấn đề, và một không biết là mình sẽ đột quỵ lúc nào. Nên quý vị thấy rằng thường thường mình vô trong bệnh viện mình khám đó, thì luôn luôn lúc nào người ta cũng nói mình bệnh hết. Nhưng mà rõ ràng như vậy thì Đức Phật Ngài đã là một bậc thiên nhân chi đạo sư rồi, Ngài nói rằng cái thân chúng ta mà nghĩ rằng không có bệnh đó, cái người ngu mới nói, người trí không có nghĩ như vậy. Thì như vậy á, thì ở trong cái câu thảo luận số 2 đó, thì rõ ràng Đức Phật này dù trong một giây phút thôi cũng không có nữa. Nên cơ thể chúng ta là chúng ta cứ bệnh như vậy, nhưng mà chúng ta còn chưa có đoạt mạng chúng ta thôi, có nghĩa là chúng ta chưa có cân bệnh đó thôi. Nhưng mà có nhiều người đó thì nhiều khi họ thấy họ sáng như vậy chút chiều họ chết liền. Cũng như là bữa hôm trước chúng tôi ở trên chùa cũng có cái cô đó, cô đi vô lô cao su cổ cạo mũ như vậy, nhưng mà cô bị choáng và cô dọng cái đầu vô cái câu cây su cổ chết luôn. Đến lúc người ta tới để mà trút mũ đó thì không thấy cái phần mũ của cổ, và cuối cùng đó, đi theo những cái cây cao su mà chảy mũ đó thì thấy cổ bị cắm đầu vô cây cao su cổ chết, mà người ta nói rằng cổ bị đột quỵ cổ chết. Mà thấy cái thân hình của cổ cũng bự và cũng không thấy cổ có bệnh gì hết, nhưng mà thực sự ra cái bệnh nó ngấm ngầm ở trong rồi, những cái tĩnh mạch nó đã bị giãn nở, bây giờ nó chỉ cần một chút xíu gì đó hoặc là sách một cái gì mệt đó, thì nó chịu không nổi thì nó đột quỵ là chết liền thôi quý vị. Thành nói nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đột quỵ họ chết đó, mình nói họ sao mà chết liền, nhưng mà thật sự họ bệnh rất lâu rồi, những cái tĩnh mạch nó đã giãn nở rồi. Nên thường thường các nhà khoa học khuyên đó, những người nào mà hay bị nhức đầu đó là cái nguy cơ đó để bị đột quỵ rất là cao. Mình nhức bị đau nhức như vậy là nó bị nhức đầu khó chịu như vậy đã giãn nở rồi, nên bắt buộc mình phải uống những cái loại thuốc để làm cho những cái cơn đau nó giảm xuống và những cái tĩnh mạch nó bớt đi cái sức sức quá
phải của nó, bởi vì khi mình nấu cho mình đau nhất, mình căng thẳng, mình khó chịu, nó giãn nở những cái tĩnh mạch ra đó như vậy. Chính vì như vậy nên các nhà khoa học họ mới khuyên chúng ta là chúng ta có những cái bệnh đó, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng uống thuốc hoặc là cố gắng điều phục như thế nào đó để cho nó có thể, chúng ta có thể sống lâu chút xíu. Chứ còn nếu mà chúng ta không có chịu đó thì một lúc nào đó chúng ta sẽ chết, cái bệnh nó quá nặng và những cái tĩnh mạch nó không có chịu đựng được đó, nó sẽ vỡ những cái tĩnh mạch đó. Những cái mạch ở trên não của chúng ta, những cái hệ thống mạch máu nó sẽ bị vỡ ra. Như vậy thì chúng ta thật sự con người chúng ta đó, nhiều khi mình thấy mình sống như vậy mình chết liền, nhưng mà thật sự ra mình bả nhiều cái chứng bệnh và những bệnh nó ngủ ngầm trong cái thân của chúng ta rồi. Thì đó là cái câu thảo luận số 2 mà chúng tôi xin chia sẻ, và chúng tôi xin nếu cái gì còn thiếu nữa thì có lẽ là quý tường tọa trình bày thêm, nhưng mà con xin chia sẻ cái câu thảo luận số 2 là như vậy. Bây giờ thì thấy tường tọa Tuệ Quyền cũng có mặt ở trong lớp học, thì quý vị quan hỷ đưa lên cái câu thảo luận số 3 để chúng tôi thỉnh Tuệ Quyền cái thảo luận số 3 bản liệt kê của sớ giải ở trong cái bài học hôm nay đó, là có được xem là đầy đủ hay chỉ là dẫn chứng tương đối về nhân và làm nhiễm, làm ác nhiễm các loài hữu tình, nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Trong cái hôm nay thì chúng ta học về các cái pháp là nhân là duyên đó, thì chúng ta học các pháp là nhân là duyên đó, bởi vì thường thường Đức Phật lại có hai duyên đó, có hai duyên làm ô nhiễm chúng sanh đó, thì ngài trình bày như vậy đó, thì chúng ta có thể hiểu cái bài học hôm nay đó, nói về cái thể tài nhân và duyên có được xem là đầy đủ không. Không biết thượng tọa Tuệ Quyền hồi nãy giờ vào có xem cái bài học không? Nếu mà thượng tọa Tuệ Quyền được bài học mà chưa có chuẩn bị được thì con thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu chia sẻ cho cái câu thảo luận số 3. Còn nếu mà còn vậy thì con thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu chia sẻ cái câu thảo luận số 3 mà thượng tọa đã coi. Không biết thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Vì con cũng đang xài cái cell phone, nếu mà có sư phụ Tuệ Siêu thì sư phụ giúp dùm cho cái câu thảo luận số 3 mà thượng tọa Nhất Đẳng nêu. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Khi nãy trong thời giảng hôm nay, chúng tôi có trình bày hết tất cả các bản liệt kê của sứ giải về nhân và duyên làm quế nhiễm chúng sanh, và nhân và duyên làm thanh tịnh chúng sanh. Ở đây trước hết đó, là chúng tôi đề nghị xài cái chữ quế nhiễm nó hay hơn là chữ ác nhiễm. Ở trong tiếng Việt của chúng ta không có cái chữ ác nhiễm. Xài cái chữ ác nhiễm nghe nó kỳ. Với hơn nữa, cái chữ sắc ta năng sang kê lê xài, sang kê lê xài là quế nhiễm hay là ô nhiễm,
nó đúng hơn là chữ ác nhiễm. Chữ sankle-sika nó từ cái gốc của cái chữ kilesa là phiền não, là sự ô nhiễm. Đó là điều mà chúng ta nên lưu ý. Chúng tôi nghĩ rằng ở chỗ này có thể là bản dịch in sai, cái bản kinh in sai, chứ không phải là ác nhiễm đâu, là quế nhiễm. Một cái điều thứ hai nữa, chúng tôi nghĩ rằng là cái bản dịch kê này rất là đầy đủ. Nếu phải nói là nếu mà chúng ta giải về nhân duyên làm ô nhiễm chúng sanh, hay là nhân và duyên làm thanh tịnh chúng sanh, mấy cái bài kinh mà nói về cái tâm bệnh, nói về cái tâm bệnh là chấp ngã, thì cái đó chỉ là tương đối chứ không có được đầy đủ. Nếu mà chúng ta lấy cái bài kinh đó để giảng cho hai cái chi pháp nhân và duyên làm cho ô nhiễm chúng sanh, còn ở đây thì ở trong chú, trong cái bản chú giải liệt kê như thế này, thì chúng ta thấy rõ là 10 cái nhóm pháp mà thuộc phần hạ liệt, 10 cái nhóm pháp này chính là nhân, chính là duyên làm quý nhiễm chúng sanh, thì quá đầy đủ rồi. Sự không khéo tắc ý và sự khó dạy và có bản ác, hay là ba căn bất thiện, hoặc là bốn ách phược, năm tâm quan vu, sáu bất kính pháp, bảy phi diệu pháp, tám giải đại sự, chín hiền hận sự, mười bất thiện nghiệp đạo. Mười nhóm pháp đó là nhân, là duyên làm ô nhiễm các loại hữu tình, quá đầy đủ rồi quý vị. Nếu mà chúng ta chỉ lấy một trong mười nhóm pháp đó mới gọi là thiếu, mới gọi là không đầy đủ, mới gọi là dẫn chứng tương đối. Còn mà đã nói đến mười cái đó thì quá đầy đủ. Cũng như khi chúng ta nói đến nhân duyên làm cho chúng sanh, làm thanh tịnh chúng sanh đó, nếu mà chỉ lấy cái ý nghĩa mà tôn giả Sariputta ngày giảng về cái tâm vô bệnh của chúng sanh đó, cái tâm vô bệnh là không có chấp ngã, không có thân kiến ở trong ngũ uẩn, thì cái này nó chỉ mới là một khía cạnh thôi. Còn ở đây trong bản liệt kê của chú giải thì nói đến nhân và duyên làm thanh tịnh chúng sanh đó, thì ngài nêu lên nhờ 10 cái nhóm pháp mà thuộc phần thù thắng, như là một khéo tác ý, hai là dễ dạy và có bản lĩnh, ba là ba thiện căn, bốn là bốn ly ách phược, năm là ngũ quyền, sáu là sáu pháp kính trọng, bảy là bảy diệu pháp, tám
là 8 tinh tấn sự chính. Là giải trừ hiềm hận, chính danh pháp giải trừ hiềm hận 10, tức là 10 thiện nghiệp đạo, 10 nhóm pháp này là pháp thuộc phần thủ thắng. Và 10 pháp, 10 nhóm pháp thuộc phần thủ thắng đó năm mươi lăm pháp thuộc phần thủ thắng này là nhân và duyên làm thanh tịnh chúng sanh, làm thanh tịnh chúng sanh. Thì ở đây để trả lời cái câu hỏi thảo luận số 3 này, chúng tôi xin thưa rằng sự liệt kê của sớ giải về 55 pháp thuộc phần hạ liệt là nhân duyên, nhân và duyên làm ô nhiễm chúng sanh. Và bản liệt kê nói về 55 pháp thuộc phần thủ thắng là nhân và duyên làm thanh tịnh chúng sanh, thì đó là quá đầy đủ, quá đầy đủ và rất là chi tiết. Chúng ta xin được trả lời cái câu thảo luận số 3 như vậy. Và bây giờ thì đã có câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Có lẽ bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính dân Thượng Tọa Tổ Sư. Và Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Tọa Tuyên Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho cô thưa luận. Ngày hôm nay chúng ta nói là một thể nhập, chúng tôi cũng không đồng ý cái chữ thể nhập ở đây lắm. Đó là cái phải là có thấu hiểu hoàn toàn. Chữ thể nhập ở trong tiếng Việt chúng ta nó khác với. Thì bên thứ tỏ tôi quyền khi mà nói là cái nguyên nhân là duyên làm chứ thật là pháp khó quán kịp. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ vấn đề y khoa, vấn đề sức khỏe, hay vấn đề kinh tế của quốc gia, hay là chúng ta có rất là nhiều cái lĩnh vực trong đời sống mà một người họ nghĩ là ôi tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, nói như vậy nó phải là như vậy, nhưng mà quả thật thì cái việc nó vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Ví dụ mình không phải là bác sĩ mà mình bảo rằng mình hiểu về vấn đề sức khỏe hết thì quả thật là mình không hiểu hết đâu. Thì nếu mà mình tự cho mình thấu hiểu những vấn đề vượt ngoài tầm hiểu biết thì nó có hậu quả gì, nó có vấn đề gì? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền chia sẻ một vài suy tư của Thượng Tọa về điểm này. Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Dạ. Thưa đại chúng nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến dòng pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Thích Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đông thanh cao đến của mình cùng chư Phật tử. Do quả thật như vậy là về cái vấn đề mà chúng ta thấy cái loài hữu tình hay là một con người chúng sinh của chúng ta, con người chúng ta có một điều mà chúng ta luôn luôn che giấu và không bao giờ chấp nhận cái dốt của mình, và cái sự ngu si kém hiểu biết của mình. Mà cái gì chúng ta cũng cho rằng chúng ta sẽ là đa văn bản kiến. Vì vậy cho nên có những vấn đề nó chuyên sâu mà chúng ta không hiểu biết một cách tường tận. Nhưng khi hỏi chúng ta biết, có nhiều người nếu như có cái lòng tự trọng thì người ta sẽ lắng nghe. Còn người không có, người ta biết kiểm soát mình á, thì người ta biết đâu là cái điều tốt và đâu là cái điều mà chúng ta cần phải đón nghe thì họ chấp nhận. Chứ còn thường là cái gì cũng biết, mà dân gian ta nói biết mà biết không rành cũng là cái dốt. Nên có nói chi mà chúng ta cái gì mà chúng ta cũng gật đầu ở trong là cái điều đó nó không chấp nhận. Và cái điều thứ hai nữa,
càng về sau thì chúng ta thấy một điều mà nó, cái thực học nó không có. Những con người đeo mang cho rằng mình có những cái bằng cấp như thế này, bằng cấp như thế nọ, thì đó là những cái sự hiểu biết phải nói rất là rộng, rất là lớn. Nhưng ngược lại, thì họ lại bị một cái lỗi lầm rất lớn. Một chuyện căn bản của ngôn ngữ Việt hay ngôn ngữ tiếng Anh. Giả sử chúng ta là người Việt đi, thì chúng ta cũng chưa có viết nó ổn định nữa, chưa có nói một cách đầy đủ nữa, chưa có viết một cách đúng đắn nữa. Chỉ mà chúng ta đeo mang những cái bằng cấp này, bằng cấp nọ đó, cái là chúng ta nhát ma người, chứ mà sạch người hiểu biết là họ thì như nào, thì tự cho mình muốn hiểu một cái vấn đề mà nó sâu rộng và vượt tầm hiểu biết thì nó có vấn đề gì không thì được. Bởi vì thật sự người ấy không thông rành cái chuyên ngành của mình, cái việc chuyên môn của mình, hay là mình biết mù mờ, biết không rõ ràng. Mà đây cũng là một điều mà ở trong giới cư sĩ có đôi khi chưa tăng học hiểu một cách căn bản, một cách truyền thống, một cách liên tục. Mà những cái điều đó nhiều khi còn phải bó tay, còn phải chấp nhận, còn phải bóp đầu suy nghĩ. Còn phần tử đã học qua như thế này, mình cũng lâu năm như thế kia, nhiều khi mình khởi sanh lên như vậy, viết hết có những tuổi một chút xíu, hay là cũng có học căn bản chút xíu, một khi không phát ra một cái rất là ngã mạn sự. Cái sự hiểu biết của tôi để các thầy biết được vấn đề này, thì họ tự cho rằng họ là hiểu biết về Phật pháp. Nhưng kính thưa quý vị, quả nhiên có những Phật tử mà ta chuyên tu chuyên học hiểu rất nhiều. Và khi ta hiểu rất nhiều, không ngờ phải nói một cái câu rất là cạn cợt và rất là kém sức, kém cái tư duy suy nghĩ như thế. Những người mà nói như vậy, những người đó không hiểu gì hết. Nhưng mang cái danh là mình theo ông thầy này, mình đệ tử của hòa thượng này, mình đệ tử của hòa thượng nổi danh kia, cao độ kia, chứ sự thật là không có gì cả. Thì đây cũng là một sự nguy hiểm, nó cũng là một điều mà hiểu biết một vấn đề nó vượt ngoài cái tầm của mình. Ngay cả các sư chuyên cũng như là văn tôn võ liệt hay mài kinh sôi sử đi mà còn phải bóp tráng nữa, đừng nói chi. Thì những người mà không có chuyên ngành làm sao mà hiểu được. Thì vấn đề ở đây cũng nghĩa rằng vấn đề thứ nhất là người ấy kém cái hiểu biết, sáng kém sáng suốt và không có biết được cái giới bước của mình, cái sự hiểu biết của mình nó tới đâu, và chúng ta cần phải thọ trì, chúng ta cần phải chấp nhận, cần phải hiểu biết, cần phải thọ trì thọ giáo thêm nữa. Đó mới là một vấn đề. Cái điều gì mình biết người khác biết, cái gì người khác biết chưa chắc mình biết. Chúng ta có cái tâm tư như vậy thì chúng ta có một sự tiến hóa. Chứ còn họ hiểu thì tôi cũng hiểu, mà hiểu như thế nào, họ biết tôi cũng biết, nhưng biết ra sao là một vấn đề khác. Vì vậy cho nên đã dốt thì nó lại càng dốt hơn, đã dở lại càng dở hơn, đã tệ hại lại càng té tua và thê thảm. Thì ở đây thứ nhất là họ không thể tiến hóa, học trí tuệ họ không thể tăng trưởng, họ không thể học, họ không thể hiểu, có thể tiến lên được. Mà đặc biệt ở trong cái việc tu tập đó, khi chúng ta đón nghe được một cái câu, một cái lời chỉ dẫn mà đó chính là chân ngôn, chính là lời dạy đúng đắn, thì như là một bài học ngàn vàng cho chính mình, ngàn vàng đổi một bài học, hay là đổi một cái vấn đề để chúng ta hiểu biết. Chúng ta cần phải có một cái tâm bình thản, chúng ta cần phải có tâm nhẹ nhàng, khiêm cung, khiêm tốn thì chúng ta mới học được. Còn tự thể hiện như vậy là có vấn đề là chúng ta còn là con người quá ngạ mạn, đã dốt lại càng dốt hơn, đã ngu lại càng ngu hơn nữa,
người kém hiểu biết mà tự cho rằng mình biết như vậy thì cũng giống như là người ngu si mà tưởng rằng mình trí, tưởng rằng mình khôn, quả thật ấy là coi như là quá ngu. À, thì đây chính là một vấn đề mà có thể nói trong cái đời sống bình nhật, trong cái sự tu tập cũng như trong cái sự học hiểu, cái đời sống xã hội cũng vậy, cái đời sống tu tập cũng như thế, là chúng ta phải biết khéo, chúng ta biết đặt vị trí của mình như thế nào và cái sự hiểu biết chúng ta ra sao. Và cuộc đời này là nó rất là biển rộng sông dài của kiến thức, mà chúng ta không có đủ cái sức để chúng ta bơi trên cái sông dài và cái sông sâu sông rộng, cũng như chúng ta không đủ sức để đi một đường dài đâu. Kiến thức kiến văn nó vô cùng vô tận, và còn ở đây cái giá trị của Phật nó lại càng sâu rộng và cao cả hơn nữa. Chứ chúng ta không phải kiểu mà học một cái chút xíu, học một cái căn bản rồi chúng ta tự cho mình là mình lào thông như thế này, làm không như thế nọ. Thì kính thưa quý vị, ở đó chính là một sự nguy hại vô cùng. Và cái có vấn đề là vấn đề gì? Chúng ta tự chặn mình, chúng ta đã tự giết chết mình, chặn đường của mình cho cái trí tuệ mai sanh, trí tuệ mai sau chúng ta được mở, chúng ta được tháo, chúng ta được gỡ ra. Cho nên cái sự cầu học, cái sự cầu hiểu và cái sự cầu tiến bộ, cầu để tiến hóa và đặc biệt cầu để có sự tu tập, cần có sự truyền trao của những người đi trước, của các bậc sư trưởng, của các bậc thầy, của các bậc đàn anh, của các hàng tỷ, chúng ta là quá cần thiết. Giờ nhớ rằng những gì mình biết biết không rành đó chính là cái dốt. Vì như vậy cứ chấp nhận mình dốt thì có một ngày được mình sẽ được cái dốt của mình, còn giúp dốt ấy là quá, cũng như bất động vượt ngoài tầm hiểu biết mình, thì chúng ta biết chúng ta nên mài kính soi sự, chúng ta nên cầm cầu, chúng ta nên hơn nữa thì chắc chắn được sự an lạc. Còn không thì quá nhiều vấn đề để chúng ta phải mang lên cái hậu quả mai sau, cản trở và thiếu sót của chúng ta ở đời sau. Và đây là cái câu thảo luận chính con là như vậy. Nếu có gì cần có tốt lời kinh kinh thỉnh thần tòa, Nam Mô Bồ Tát Dạ. Sao quyền thưa quý Phật tử, quả thật là vấn đề những pháp làm cho chúng ta thanh tịnh và chúng ta ô nhiễm là một cái vấn đề rất là thiết sống. Giống hàng ngày mà chúng ta ăn những thức ăn nào có lợi hay không có lợi cho sức khỏe, nó khiến cho chúng ta khó ta bệnh, đó là chỉ phần thân thôi, nhưng mà tâm đó, thì đó là một cái rất là thiết. Và như lời của Tổ Nguyện, như Chư Tăng nãy giờ giảng, chúng ta nên khiêm tốn mà nhận rằng chúng ta chưa hiểu hết vấn đề. Đức Phật kể khuyên là chúng ta bận tâm nhiều đến những chuyện, đôi khi chúng ta phải tự đặt mục là cái gì và là cái gì làm tâm quấy nhiễm. Thật ra câu hỏi đó rất quan có lợi cho chúng ta. Được kết thúc chương trình sự trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vấn chào tập một ngày an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mùa của thầy. Con Khe Ma Thánh Trong Rơm, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng
nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu đồng thừa tư công đức, những chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.